Thì có cái điều gì mà mẹ muốn nói với con mà đó giờ mẹ chưa bao giờ nói không? Thì thứ nhất là cái chuyện tình cảm của con. Bây giờ mẹ nói là lớn rồi, suy nghĩ cho thật kỹ, chín chắn trong cái chuyện tình cảm. Cha mẹ nuôi con rất là cực khổ, làm điều gì để cho cha mẹ vui thì nó làm, còn nếu làm điều gì mà cha mẹ không vui thì ngưng lại. Đó là mẹ chỉ mong muốn con chạy thôi. Thì khi mà con cảm giác của mẹ, khi mà con kể là con quen cái người đó gì vậy á, khi mà con dắt bạn con về nhà thì mẹ cảm giác như thế nào? Thì lần đầu tiên con dắt Cam Ranh về chứ gì. Nói chung nhìn thì cũng được, nhưng mà lúc đầu con nhớ mẹ nói không? Tại vì khi mẹ biết người đó là người Mã Lai, không phải là tất cả người Mã Lai đều theo đạo Hồi giáo, nhưng mà mẹ biết là bao nhiêu phần trăm thì mẹ đã chỉ cái bàn thờ rồi. Nhưng mà nó đã nói với mẹ là không sao, nó chịu là cha mẹ nó chịu. Con nhớ không? Mẹ đã cảnh báo từ lúc ban đầu, nhưng mà tại vì anh chàng đã nói vậy thì mẹ nghĩ là chắc nó làm được, thành ra mẹ vẫn để cho con quen thôi. Không, nhưng mà trong quá trình con quen, mẹ nhớ có lần con nhắn tin cho mẹ không? Con nói với mẹ là mẹ, nếu mà bây giờ con phải theo đạo người ta thì sao? Mẹ nhớ không? Nhớ. Thì đó, nhưng mà mẹ vẫn không muốn, đúng không? Mẹ không muốn, nhưng mà tại vì thương con, mẹ thuyết phục ba. Ba mẹ cũng dằn vặt lắm. Không hẳn là phản đối. Đúng, không phản đối mà cũng không phải là chấp nhận. Nhưng mà mẹ nói riết thì không chấp nhận. Rồi mẹ cũng đâu có nghĩ là sau cái chuyện mà cải đạo, theo đạo, nó còn lòi ra cái chuyện nghi lễ nữa. Đúng. Mẹ không nghĩ tới điều đó. Con cũng không nghĩ tới điều đó. Mẹ nghĩ, nếu mà mẹ nghĩ đơn giản là ví dụ như là giờ cho con theo đạo, nhưng mà mẹ không nghĩ là cái phong tục nó quá khắc nghiệt, phải dùng cái từ khắc nghiệt. Lúc đó mẹ sốc lắm. Khi nói chuyện với người ta, lúc đó mẹ rất là sốc. Mẹ nghĩ lúc đó là mặt mẹ tái xanh luôn á, khi mà người ta nói tới cái chuyện điều đó. Con thấy không? Một năm có một tháng, mà một tháng ăn chay. Rồi cái suy nghĩ đó thôi, từ 6 giờ sáng mà tới 6 giờ chiều không ăn uống gì, mà một tháng trời còn gì là người. Rồi còn thêm một cái là cha mẹ mà có mất đi, về nhìn thôi, vậy về làm gì? Phải mất con không? Phải mẹ gả mẹ đi là mẹ mất mày luôn không? Nội dung đó thôi là mẹ rất là sốc. Mà lúc đó mẹ có bị mâu thuẫn, mẹ vừa muốn cho con đi hay là mẹ muốn chữa con lại? Bởi vì những cái điều mà mẹ nghe rất là kinh khủng đối với mình. Đúng. Cái phần nào nhiều hơn? Cái phần những cái mà kinh khủng nhất đó là nó nhiều hơn, nó chiếm nhiều hơn. Nhưng mà mẹ biết là con vẫn muốn có một cái kết thúc tốt đẹp. Ừ. Nên mẹ vẫn bị giận xé. Đúng. Nếu mà con đồng ý tiến tới cái cuộc hôn nhân đó thì thực sự là con sẽ là một con người khác. Con không ở gần mẹ nữa. Cảm giác của mẹ có phải là cảm giác mẹ sợ mất con đúng không? Sợ chứ con. Tại khi mà con đi coi bệnh rồi á thì những chuyện gì xảy ra không bao giờ mẹ biết được. Ví dụ như con ở gần đây, có chuyện gì con chạy về cha mẹ vẫn được. Còn nếu bên đó thì con muốn về cũng không được nữa, không có tiền lấy gì về. Phải không? Còn ví dụ con ở gần đây, không có tiền leo lên taxi đi về, tới nhà ba mẹ trả vẫn được. Nói vậy thôi. Thật sự lúc đó là con cũng bị cái gọi là mâu thuẫn. Thật sự lúc đó là còn thương nhau. Tụi con cố gắng, tụi con quen xa, yêu xa một thời gian dài. Mọi nỗ lực đều tập trung một mục đích hết. Nhiều khi con không nói với mẹ, con không biết nói với ai. Em thì nó thấy con buồn khóc vậy thôi, nó hỏi bị gì vậy? Không bị hết, không ai là
cái chuyện cái mối tình đó đối với con nó là một sự nỗ lực rất là lớn để mà hai đứa con có thể đi tới một cái đích tốt đẹp. Con không bao giờ kể cho mẹ, nhưng mẹ không có hiểu cái cảm giác hai người yêu nhau chỉ được thấy nhau qua cái màn hình thôi, hoặc là nhắn tin cảm xúc, hoặc là buồn vui, hay là tất cả mọi thứ chỉ bằng chữ. Nhìn cái màn hình chạm vô nó một cái đâu có là được người đâu. Nhiều cái cãi nhau cũng muốn kể cho mẹ, con cũng không dám kể. Con khóc một mình con. Rồi cái lúc mà tụi con dẫn đến chuyện chia tay, con còn nhắn tin cho mẹ nói mẹ buồn hay mẹ vui? Không, mẹ không buồn. Đó, cái khi mà con nói chia tay thì cái chuyện tình cảm mà con chia tay, mẹ biết con là người rất là buồn. Nhưng mẹ thì mẹ mừng là tại vì con còn ở bên mẹ. Nó vậy á. Tại vì ban đầu là mẹ xa con là mẹ không chịu rồi. Nó vậy thôi. Mẹ biết con rất là buồn tình cảm mà. Mẹ cũng đã từng trải qua tình cảm, mẹ biết. Nhưng mà nếu mà dừng lại đúng lúc á thì vẫn hơn con. Cái đó là cái tâm nguyện của mẹ. Lúc đó con nhắn tin cho mẹ, con nghĩ là mẹ sẽ hỏi con sao vậy, hai đứa bị vậy. Nhưng mà mẹ có biết lúc con đọc tin nhắn mẹ xong, con đang đi làm, con rất mắc luôn. Mẹ không có hỏi vấn đề câu chuyện tại sao. Mẹ nhắn tin là cố lên con gái của mẹ. Nhưng mà con biết là mẹ quan tâm, nhưng mà mẹ không muốn hỏi con cái vấn đề đó. Nhiều khi mẹ nghĩ khi con ra quyết định đó là con rất là đau. Nhưng mà khi mà mẹ hỏi lại, cứ lặp đi lặp lại những cái câu đó, cái câu chuyện đó, thì mẹ không muốn. Thì để thời gian đi cho nó trôi. Mẹ tin tưởng con. Con ra quyết định thì mẹ nghĩ là con làm được, con mới ra quyết định đó. Sướng ngủ giấc dậy chứ sao, hồi tối mất ngủ tối dài nằm ngủ không. Mẹ nói mẹ nghe là con có một chuyện con muốn thú thiệt với mẹ. Con có một chuyện thống thận với mẹ, nhưng mà mẹ đừng có chửi con. Lỡ không? Nhưng mà hỏi con có cọc không cả? Cọc không? Nhiều? 5 triệu. Nói chung là hôm nay nhờ chương trình này á, con mới biết được nhiều thứ hơn. Vì mẹ, hai mẹ con mình thì không có giờ mà chia sẻ nhiều hết. Trẻ con không như em là nó thể hiện tình cảm với mẹ nhiều. Nhưng mà con nghĩ là mẹ biết là con thương mẹ nhiều lắm. Nhiều. Và con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Nếu mà kiếp sau có đầu thai, con vẫn là con của mẹ. Hoặc nếu con là một người con trai thì con sẽ lấy một người như mẹ. Đừng khóc nữa. Mẹ vui không? Con chưa hỏi với anh.